Mình muốn cho cái Phật Pháp nó lưu lại thế gian này dài hơn nữa, thì chúng ta là những cái nhân tố vô cùng quan trọng. Quý vị có nghe Đức Phật Ngài nói trong kinh một câu này thôi là quý vị biết rằng Đức Phật là người, Đức Phật là cái vị bổ sứ cho chúng ta, mang cái sứ mệnh là quăng dương chánh thập. Và cái tâm nguyện của thầy trụ trì ở đây, thượng tọa trụ trì ở đây là thầy muốn xiển dương chánh pháp, mang cái chánh kiến trí tuệ siêu việt của đạo Phật đến cho muôn người, chứ không có mang một cái màu nào mà mê tín dị đoan hay là không có trí tuệ này. Đức Phật dạy rằng là giáo pháp của Như Lai, quý vị nghe Đức Phật bổ sứ nè, giáo pháp của Như Lai có được trường tồn và hưng thịnh hay không, đó là nhờ vào hạng tứ chúng. Mà hạng tứ chúng ở đây là ai nè? Tỳ kheo. Hai là gì? Tỳ kheo ni. Ba là gì? U bà tắc là thiện nam, U bà di là tín nữ. Như vậy thì bốn chúng này Đức Phật bổ sứ cho chúng ta có một cái nhiệm vụ là gì? Duy trì cho Phật Pháp được trường tồn và hưng thịnh, và xướng minh Phật Pháp này ra năm châu bốn biển. Quý vị thấy hôm nay là quý vị nghe cái này giống như là lãnh một cái sứ mệnh trên vai, là tất cả chúng ta dù xuất gia hay tại gia, dù tăng hay ni, hay là nam cư sĩ nữ cư sĩ, hay là thiện nam tín nữ, hay u bà tắc u bà di, đều mang trên mình một cái sứ mệnh, đó là gì nè? Duy trì và quán triệt Phật Pháp. Vỗ tay lớn lên à, đón nhận cái sứ mệnh này. Mà Phật bổ sứ nghe, chứ không phải là thầy hay sư bổ sứ đâu. Phật giao nhiệm vụ cho mình thì quá ư là thiêng liêng rồi, phải không nè? Bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ là xướng minh. Xướng minh là gì? Khai quang, đúng rồi đó. Xướng minh lên, khai quang lên, xướng minh đạo màu, tức là khai quang cái đạo màu này để cho Pháp Phật nó hằng lâu. Hằng là dài đó nghe, hằng là hằng thuận đó, lâu dài đó, hằng là vĩnh hằng đó, tức là quy ngưỡng và hành trì thôi. Quay lại đề tài à, mà trước khi vậy hỏi quý vị nghe hát có bằng thầy trụ trì không vậy? Hay không? Ngang ngửa hả? Mình là giống như là văn nghệ văn hóa miệt vườn mà ở đây là giống như là khu rừng cây cối, rồi rừng rậm, rồi miền nông thôn, rồi là mình sinh hoạt nghệ thuật đó, thì nó giống như là y học dân tộc miệt vườn vậy đó. Cho nên thì thôi quay lại đề tài đó. Đề tài của chúng tôi hôm nay giảng là bình tâm an lạc. Như vậy thì bình tâm an lạc ở đây là sao nè? Là bình yên ở tại tâm ta. Nghe cho kỹ nha. Hít vào thanh thản, thở ra nhẹ nhàng. Tùy duyên quán sát nhân gian, hiểu thương chia sẻ, chứa chan đạo tình. Như vậy muốn được bình yên thì nằm ở đâu nè? Nằm ở tâm mình á. Nằm ở tâm mình. Bình yên ở tại tâm ta. Nó thể hiện qua cái gì? Hít vào thanh thản, thở ra nhẹ nhàng. Chứ không phải thở ra mà nó giống như than thở rồi. Mệt quá, không phải. Hít vào chánh niệm thanh thản, thở ra nhẹ nhàng. Tùy duyên quán sát nhân gian. Đó, cái câu này nó rất là quan trọng. Là tùy duyên nghiệp của mỗi chúng sinh, mình quan sát và hiểu thông hay là hiểu thương, chia sẻ, chứa chan đạo tình. Đó, cái người mà mang cái sứ mệnh của Đức Phật để quăng truyền giáo pháp, làm cái giáo pháp được trường tồn bền vững lâu dài, thì chúng ta phải có cái bình tâm an lạc này. Cầu gì giữa chốn trần gian? Dạ xin cầu hai chữ bình an đủ rồi. Đúng không? Tức là mình bình an,
mình an lạc, là mình đã đóng góp cho cái từ trường trong cái sự sống này một cái sự bình yên. Khi quý vị bình an bản thân mình rồi, mình ngồi gần người khác, cái bình an của mình nó lây qua người khác. Tại sao có nhiều Phật tử nói sao gần các sư thầy thấy an lạc quá đó? Tại các sư thầy đã có một cái từ trường an lạc. Nhiều khi ta nói không cần nói mà giáo hóa bằng cái thân giáo, bằng cái quay nghi tế hạnh, bằng lục căn thanh tịnh, bằng cái từ trường, bởi cái tâm của các sư thầy cảm thấy nó an lạc. Có nhiều người nói sao mà nhìn thấy sư thầy an lạc quá, con được đi chung ở gần hay là nghe các sư các thầy giảng con thấy nó an lạc. Thì ở đây hít vào thanh thản, thở ra nhẹ nhàng, bình tùy duyên, quán sát nhân gian, hiểu thông chia sẻ chúa chan đạo tình. Như vậy thì quan trọng cái chỗ để cho tâm ta được bình an thì chúng ta phải sao nè, phải hiểu thông, nhìn thấu. Mình nhiều khi hiểu nó không thông, nhìn nó không thấu, cho nên mình không có bình an được. Mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi, không bao giờ bình yên được. Bây giờ muốn bình yên là phải hiểu thông, nhìn thấu. Tại con người mình nó khổ là do đâu quý vị biết không? Con người mình nó khổ do đâu? Thứ nhất là do nghĩ không thông. Thứ hai là do nhìn không thấu. Thứ ba là do gì? Buông không được. Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Khổ triền miên luôn. Khổ từ sáng đến chiều, khổ từ tháng này qua tháng khác, khổ năm này qua năm khác, khổ cho đến suốt cuộc đời, chui vô hòm rồi vẫn còn khổ. Khổ lây qua kiếp sau luôn. Thì hôm nay chúng ta phải là gì? Buông đành, nghĩ thông, nhìn thấu và quên được. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu. Buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buồn đó cho lòng an nhiên. Chúng ta chỉ cần tự tu bản thân mình cho thành bình an, bình yên thì cuộc đời này nó bình yên. Mỗi một người bình yên, mỗi một người bình yên thì trong cái đạo tràng này tất cả chúng ta mỗi người đều bình yên. Thế thì chúng ta nghĩ cái đạo tràng này bình yên không? Bình yên. Đó, chúng tôi muốn cái gì đó, cái cách tu của chúng ta là gì? Tức là mình phải tự tu cho mình trước, rồi cái hạnh tu của mình á nó mới có cái năng lượng, nó mới truyền sang người khác. Mình tu làm sao mà cái hạnh tu của mình, cái lực tu của mình nó giáo hóa được người khác. Người ta nhìn vào người ta cảm thấy nó an lạc. Giống như là mình là một cái bóng mát vậy đó. Người tu giống như một cái bóng mát, và người không tu giống như cái người lữ hành đang đi trên một cái sa mạc nắng chói chang, đổ mồ hôi, mệt mỏi. Mà đang trên cái con đường hành trình đổ mồ hôi mệt mỏi nắng chói chang vậy, gặp một cái bóng mát, bóng cây, bắt đầu ghé vào đó ngồi nghỉ mệt. Quý vị thấy cái cảm giác nó mát như thế nào? Thì cái người tu chúng ta cũng y chang như vậy. Quý vị phải tu sao là cái bóng mát cho cái người kế bên, mang đến cái từ trường, từ bi, hỷ xả, chứa chan đạo tình, hiểu thương, thông cảm, chứa chan đạo tình. Ta gần mình ta thấy an lạc. Mà quý vị biết cái này là cái gì không? Cái này gọi là vô quý thí, là thí cái sự không có sợ hãi, thí cái sự không có lo âu, không phải cần cảnh giác. Thí dụ như mình ngồi gần cái người đó mà nhìn cái mặt người đó
gian gian sao á, là mình ngồi là bắt đầu mình ôm cái vỏ rồi, sợ một hồi quay qua mất cái vỏ là chết. Ngồi gần cái người đó thấy không có an ổn, có gì có cảm nhận đâu, mình đi ngoài đường mình thấy cái người đó mà ngồi gần mình thấy bất an lắm. Rồi mình đi gần cái người mà gieo nhiều cái nghiệp chướng, quan gia trái chủ, đi chung cũng sợ, đi chung sợ lắm, không biết nó gieo thù chuốc oán ở đâu đó đời nào không biết, tự nhiên cái mình đi chung bị hoài, ách giữa đàn mang vào cổ hoài. Rồi cái nó gieo thù chuốc oán với nhau mà ân oán giang hồ dai dai trả trả, nó gặp nhau thì nó đi tìm cái người kia thôi. Nhưng mà nhiều khi mình có mình trong chiếc xe đó, giống như chung bánh xe lăn một cuộc đời đó. Đạo ngồi đời chạy tốt mồ hôi. Chúng tôi với chú Thanh Việt ở đây, chú Nguyên Giác ở đây là mấy bữa nay là chung bánh xe lăn một hành trình luôn. Đạo ngồi là sư thì ngồi, chú Giác thì chạy, không biết có tốt mồ hôi không. Nếu không nhờ máy lạnh á, chứ đạp xe đạp thì chắc cũng tốt mồ hôi à. Thời mà xa xưa mà đạp xe đạp mà chở sư đi thuyết pháp kiểu này chắc phải là tốt mồ hôi. Cho nên mình ở gần những cái người mà họ biết tu á thì nó an lạc, mình cho người ta một cái sự bình an. Đi với biết bao nhiêu tài xế, mà đi với tài xế chú Nguyên Giác này, chú Thanh Việt này là nó phải nó yên tâm dữ lắm, ngồi nó an lạc, ngủ cũng được, không cần lo sợ dòm ngó trước sau. Đi với mấy ông tài xế mà ảo á, trời ơi, tới chùa mới mừng nữa nghe, chứ ngồi đó là rung không, không biết quả tới lúc nào nữa. Đó, đại khái chúng tôi ví dụ vậy đó, tức là mình gần một cái người, mình gần một cái người mà họ hiểu thương chia sẻ chứa chan đạo tình, một cái người họ biết tu, mình gần họ mình thấy nó an lạc, thì cái người đó đã cho mình, bố thí cho mình, san sẻ cho mình là một cái gì, một cái sự gì, bình yên, một cái sự gì, không sợ hãi, không lo âu. Quý vị trong cuộc sống cũng vậy nè. Nếu như quý vị nhờ người nào làm việc gì đó mà quý vị thấy cái người đó, cái khả năng của họ là gọi là gọi là họ tỉ mỉ, họ là cái người gọi là chịu trách nhiệm, có trách nhiệm cái công việc mình giao họ, mình yên tâm. Nãy chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện với thầy thượng tọa trụ trì đây có mấy 5 phút thôi, thượng tọa nói ở đây nhiều khi thượng tọa cũng không dám giao cho ai, sợ nó hư chuyện. Nhiều khi cái chuyện nhỏ mà nó gây ra cái hậu quả lớn, nó hư chuyện. Ví dụ như giờ mình sử dụng máy móc đi, hôm nay là buổi thuyết giảng, bây giờ giao cho cái ông máy móc đó, tôi không an tâm, tánh ổng nó thờ ơ lắm, ổng không có kỹ lưỡng, ổng không có trách nhiệm, giờ lên giảng nó trục trặc. Mà thuyết pháp là cái âm thanh nó quan trọng, mà giờ nó trục trặc cái thấy, gây ra cái hậu quả lớn liền. Cho nên thượng tọa nói tôi làm luôn. Vì vậy mà quý vị biết cái nỗi khổ trụ trì nó lớn lắm. Trụ trì khổ lắm ai ơi. Làm dâu trăm họ người đời khen chê, tối ngày tất bật bộn bề, đói no ai biết, não nề ai hay. Một mình lo chuyện dựng xây, quét chùa nhổ cỏ trồng cây lau nhà. Trụ trì lo bảy lo ba, lo tâm lo trí chánh tà phân minh, tham thiền giảng đạo thuyết kinh nữa. Thức khuya dậy sớm một mình tư duy, một mình thấy. Cho nên là cái người mà họ tự tu đó, tức là họ có được cái sự bình an á, thì mình gần họ là mình cũng nhờ cái từ trường đó mình được bình an. Mình đi chung với cái người họ có năng lượng tích cực, mình làm gì cũng tích cực nữa. Còn mình đi chung với cái người xì xìu ến ến, làm cho có vậy thôi, không có miếng năng lực nào, hãy chuyện gì toàn là bàn ra không. Cái dạng đó quý vị biết gì không? Thành sự thì ít, mà bại sự thì nhiều. Làm sao mà nhắc gần gũi thời gian cái giao nhiệm vụ này là như kia, mà thấy không có cái nhiệm vụ nào mà nó hoàn thành, toàn là bại sự thôi. Như vậy trở lại là chúng ta khổ là vì lý do gì nè? Là buông không đành, phải không nè?
Mình bây giờ mình nói buông mà đâu có đành đâu. Nhiều khi bị ép buông thôi bạn nghe. Tại sao tôi dùng từ là ép buông? Mình cứ bo mình giữ vậy đó, tới ngày nghiệp nó đến á, phải nhắm mắt ra đi. Lúc đó là bị ép buông chứ đâu phải là mình muốn buông. Muốn sống nữa để giữ nữa, nhưng mà rồi phải ra đi thôi. Khi thọ mạng đến thì phải ra, ra đi. Là dạng là mình thuộc cái dạng gì? Bị ép buông. Có một ông đại đế Alexander Ross gì đó không biết. Ông mà giàu có lắm. Khi ông chết ông có để lại những cái lời di chúc, tâm nguyện, kêu với người sống phải làm cho ông. Cái điều thứ nhất ông yêu cầu là gì? Điều thứ nhất yêu cầu là đóng trong cái hàng á, cái hàng mà để áo quan của ông á, là không được đóng bít bùng, mà phải cho ổng thò hai cái tay ra ngoài thả lỏng. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ổng yêu cầu tâm nguyện di chúc phải làm cho ổng là gì? Là những cái người khiêng quan tài ổng á, là phải là những cái vị bác sĩ, y sĩ, các nhà khoa học giỏi nhất để khiêng ổng ra. Và trên đường đi á, thì ổng đem vàng vòng châu báu rải ra. Ông yêu cầu vậy, thầy rải giấy tiền vàng bạc đó. Bây giờ rải thiệt vàng vòng luôn, chứ không phải rải vàng giả đâu. Tiền thiệt luôn mới tiền giả. Thì mục đích đó là gì? Ông cho chúng ta những cái thông điệp, những cái bài học mà người sống cần phải nhớ. Thứ nhất là khi mình chết đi thì mình ra đi thì sao? Xui tài nhẫm mát, không có cầm được cái gì hết trơn. Sống thì ôm giữ, nhưng mà chết thì phải xui. Cái từ mà xui tài nhắm mắt hay lắm à. Cho nên bây giờ quý vị tập xui trước đi, tập buông tay trước đi, buông cho đành đi. Chứ trước sau phải buông thôi. Có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài phải không nè? Trước sau gì cũng phải buông. Thứ hai là gì? Là những cái người khiêng cái quan tài của ông á, là toàn là y sĩ, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ y học không? Là những cái người mà được mệnh danh là cứu người. Nhưng mà rồi sao? Cũng phải ngậm ngùi mà tiễn đưa ông ra nơi an nghỉ cuối cùng. Nó cho chúng ta bài học là không ai cứu được mình được, kể cả những cái vị mà làm cái chức trách là y sĩ, bác sĩ, những cái vị mà giáo sư, tiến sĩ về y học luôn, đại học y dược luôn. Nhưng mà rồi sao? Cũng phải ngậm ngùi tiễn đưa mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó. Cái bài học này là hay à. Rồi cái điều thứ ba là gì? Là vàng bạc châu báu bỏ lại, không mang theo được. Thì câu chuyện này cho chúng ta những cái bài học giá trị như vậy, để chúng ta tập đi một cái chữ gì nè? Chữ buồn. Đó. Chỉ cần một chữ buồn thôi là ta sẽ hết một đời. Đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, mà đạo dạy người chỉ một chữ. Chữ gì? Chữ buồn. À, chữ bon hay quá. Chữ chuông. Một tiếng chuông thôi là chữ buồn đó, chứ không phải bon nha. Bon chèn chết luôn á. Nghe cái tiếng chuông thì nghĩ đến chữ buông, chứ đừng nghĩ đến chữ bon. Mà trên địa mà nghe tiếng chuông nghĩ đến chữ bon là nghe chứ nhà bếp nồi niêu son chả nó chen qua chen lại, nó thành bon chen luôn á. Không được. Đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm. Quy luật nó như vậy. Khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn, giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Khác nhau một cái nhìn thôi, đời hư hay thật tâm mình sáng sớm. Chỉ là trong một tầm tay, người say hạnh phúc mà người rơi an bình. Chỉ là khác một cái nhìn, người vui an lạc mà người chìm khổ đau. Vỗ tay. Biết là cuộc mộng phù du,
biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê, mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Vỗ tay. Hôm nay quý vị chỉ vỗ tay thôi. Thơ đạo thì lai láng. Quý vị thấy có cái không gian thời gian nào mà nghe pháp nó tuyệt vời như chùa Phước Điền không? Không, thấy chưa? Chúng tôi đi giảng nhiều nơi rồi đó. Chúng tôi thấy cái nơi này là một trong những cái nơi xuất sắc và được cắt clip đăng lên TikTok nhiều nhất nghe quý vị. Chùa Phước Điền của chúng ta trong những cái trang mạng xã hội hiện nay rất là hot, đó là mạng TikTok. Và chùa chúng ta được lên trang mạng TikTok nhiều nhất. Vì sao? Vì thầy trụ trì đây có cái tâm muốn sướng minh Phật Pháp lên, muốn hoằng truyền Phật Pháp. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng thì ngày càng thấy đạo tràng chúng ta ngồi chật cứng cả cái giảng đường này. Chúng tôi còn muốn hơn nữa là sau này mới ngồi ngoài sân luôn mới được. Các khóa tu khác mà để ghế ngồi ngoài sân luôn đó, nhất là sân bên phải, hiện giờ nó mát mẻ quá. Ngồi ngoài đây mà nghe Pháp nữa, đúng là không gian mở luôn đó. Rất là đẹp. Như vậy là phải buông đành, buông cho đành nha. Buông không đành là không được, buông mà còn gượng gượng là không đúng. Buông vậy là dạng là cái dạng buông mà không bỏ đó, biết không? Buông mà còn tiếc á. Mấy người mà nhắm mắt ra đi mà còn tiếc, quý vị mắt nó không nhắm được. Nghe nó chết mà nó chưa thọ, chưa có mãn nguyện đó. Còn nhiều việc mà chưa có mãn nguyện lắm á là bắt đầu mở mắt cho cháu hoài. Lại có người vuốt xuống mới chịu nhắm mắt. Trời, tới lúc đó mà còn không chịu buông nữa. Con người mình tham dữ lắm, đến khi chết rồi vẫn còn tham á. Cái tham này tham gì, biết không? Tham sống á. Cho nên là người con Phật chúng ta là không phải sợ chết. Người sợ chết ta chẳng kinh. Người ham cười nói ta dình lặng thinh. Người tài sản ta tâm linh. Người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Vỗ tay. Cái người mà ham tài sản là khổ đó. Còn mình thì mình rinh cái tinh hoa của đạo màu, bình tâm an lạc. Như vậy thì phải buông cho đành, phải nghĩ cho thông. Muốn nghĩ thông là nghĩ sao cho thông nè quý vị. Phải học Phật thì nó nghĩ nó mới thông. Không học Phật thì sao mà nghĩ thông được. Nghĩ ở bên ngoài theo cái đời nó không có thông, nó kẹt dữ lắm. Chỉ có học Phật thì nghĩ nó mới thông. Vậy có câu ta nói không học Phật thì không hết ngu mà. Không chịu tu thì không hết khổ. Mà muốn nghĩ thông nhìn thấu thì phải hết ngu chứ. Nghĩ cái dạng mà ngu ngu theo đời là sao mà thông được. Nghĩ theo cái chiều hướng của đời thì không bao giờ thông được. Thấy nó thông nhưng mà nó kẹt đó. Giống như mình đi, nghĩ theo đời là đi tìm cái có mà cuối cùng không có cái gì. Còn nghĩ theo đời là nghĩ đi tìm cái không mà thành có cái có. Cái có đây là cái tinh hoa đó. Thì nghĩ theo Phật là nghĩ sao nè? Trước tiên là nghĩ theo nhân. Nhân quả hay quá. Vỗ tay chúc mừng mình. Nghĩ như vậy thông dữ lắm. Ta sanh ra đời là để trải nghiệp, đúng không? Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Khi mà cái nghiệp nó đến á, mà mình vui vẻ mình nhận là cái người đó là nghĩ thông nha. Còn cái người mà nghiệp đến mà buồn rầu mà nhận đó là cái người đó không thông. Mà cũng phải trả. Sao tránh khỏi? Không tránh khỏi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con hay vợ con dẫu có chí tình cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, mà quyền lực cũng buông thôi.
bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ có đành bỏ lại ra đi, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Như vậy thì muốn nghĩ thông là phải nghĩ qua lăng kính nhân quả nghiệp. Nghiệp nó đến rồi trốn không được, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Cái nghiệp mà nó đến thời kỳ trổ quả rồi đó nghe, gọi là quả dị thục. Quý vị có trốn lên trời, có lặn xuống biển, có nấp vào hang núi, nghiệp nó cũng đến. Cái nơi chết của mình nó đâu phải là vô định mà. Có thể là ở nông thôn, cũng có thể ở thành thị, cũng có thể ở trong nhà và cũng có thể ở ngoài đường, và cũng có thể trẻ và cũng có thể già. Bất cứ lúc nào hãy nghiệp đến thì phải ra đi, không cưỡng lại được. Có nhiều người nói thôi bây giờ già rồi mình chạy Đà Lạt mình sống cho nó khỏe, sức khỏe để mình lâu chết. Cũng chết, Đà Lạt chết còn nhiều nữa, lạnh quá chết. Già ví dụ như tôi, ví dụ tức là cái nghiệp mình đến rồi thì ở bất cứ nơi nào, cái nơi mà được xem như là khí hậu tốt nhất, vân vân và vân vân mình, nhưng mà rồi cũng phải chết. Nhớ gì chúng tôi. Cho nên nghĩ như vậy thì có buồn không? Phước ai nấy hưởng nè, nghiệp ai nấy mang nè, đi giữa nhân gian không phiền không lụy. Đó, tức là sao? Tức là khi nghiệp đến thì mình biết đó là nghiệp của mình, thì mình cứ vui vẻ mình nhận, không có than, không có giảng. Mà không than không giảng là đồng nghĩa với không khổ. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Mình hưởng là hưởng phước của mình, nhưng mình trả là trả nghiệp của ai? Của ai? Của mình luôn. Mình đâu có trả giùm cho cái nghiệp bà cái bên đâu mà mình sợ. Nghiệp của bà cái bên bà trả, nghiệp của mình trả. Đâu có dụ như trả nợ giùm đâu. Nghiệp ai nấy trả, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Cho nên mình có những cái mình nói chẳng hạn như là phước thì cứ hưởng, nghiệp thì cứ trả, đạo thì cứ tùng, an nhiên tự tại, không có lo nghĩ gì hết. Cái chuyện của mình là đạo mình lo mình tu, chứ tối ngày mà lo phòng sợ nghiệp đến là nó có đến không? Đến luôn. Nhưng mà con người mình nó lại khổ cái là gì biết không? Cái tâm mình nó không có chấp nhận như vậy. Cái tâm mình nó còn người, còn ta, còn so, còn sánh. Có một câu nói vui, cái cô có nói: thưa sư, con không buồn vì cái số con khổ, vì con biết đó cũng là nghiệp của con rồi. Nhưng con buồn vì sao? Vì cái bà nhà cái bên bà giàu, bà xuống. Phải vì cái bà cái bên bà cũng nghèo, bà khổ như con luôn đi cho nó khỏe. Mình không chịu, mình có cái sự soi sánh. Con không buồn vì con xấu, nhưng con buồn vì cái bà bạn con, bà đẹp quá, thấy tủi thần. Như vậy thì mình chưa có hiểu được nhân. Bà giàu, bà đẹp là phước của cái bà, phước bà là bà hưởng. Còn nghiệp mình thì phải sao? Phải trả. Nghiệp thì cứ trả, phước thì cứ hưởng, đúng không? Việc thì cứ làm, đạo thì cứ tu. Cứ như vậy mà chúng ta đi, không có gì là phải. Như vậy thì hiểu thông ở đây là nhìn qua lăng kính nhân. Khi mình nhìn như vậy thì cái tâm mình sao nè? Tâm mình bình yên dữ lắm. Còn không nhìn vậy tâm mình nó buồn phiền. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành ẩm im. Chẳng mong cuộc sống hơn ai, chỉ mong cuộc sống đêm dài an vui. Cái đêm dài mà nằm nó thở than không là không được. Ở đây nó có cái bài thơ
hãy mỉm cười. Mỉm cười và tiếng khóc đều là cảm xúc trong một con người. Mà nhiều khi vui thì mình cười, buồn thì mình khóc. Nghiệp đến thì mình buồn, mà phước đến cái mình vui. Như vậy thì mình sống theo cái bản năng, không có làm chủ được tâm mình. Lạ lắm, tâm mình là của mình mà không làm chủ được. Cái hãy đi sáng bước ra mà gặp những cái gì mà nó hên may mắn phước trổ cái cười, mà nghiệp đến cái buồn, hãy khen cái vui, chê cái buồn, là mình rất bị chi phối bởi những cái yếu tố khách quan. Vì vậy ta dạy rằng là đừng để lời nói, hành động, hoàn cảnh bên ngoài làm thay đổi cái tâm hồn của mình. Bây giờ mình bước sáng này bước ra là mình giữ cái tâm hơn là giữ cảnh. Cảnh vui, cảnh khổ thế nào đều là do nghiệp ta đang tạo thành. Người con Phật phải vậy đó. Gặp may thì không đắc chí lòng, gặp khổ không động nao lòng trách than. Cảnh vui, cảnh khổ thế nào đều do duy nghiệp ta đang tạo thành. Cho nên phải bình tâm an lạc thì mới được gọi là bản lãnh, chứ còn không là bản năng. Bản năng là thói quen. Khen là vui mà chê là buồn. Bây giờ khen thì cũng không vui lắm, mà chê cũng không buồn lắm, bởi vì mình hiểu rồi. Bài thơ hãy mỉm cười. Hãy mỉm cười khi ta đang sống, bởi cuộc đời không cổ vũ buồn đau. Hãy mở lòng xóa hết thương đau, điểm tô thêm vào màu vui cuộc sống. Sống trên đời khi ta hiểu lẽ sống, sẽ không buồn, không giận, với không than, lại an nhiên như gió mát mây ngàn, tâm giải thoát không nơi nào vướng mất. Sống trên đời nếu ta không cố chấp, sẽ tự do như nắng hạ mùa hè, sẽ không lo giữ mọi thứ kè kè, tâm ta sẽ an vui trong chánh niệm. Sống trên đời nếu ta không dính mắc, sẽ vui lòng thanh thoát sống bình an. Dẫu sâu xa hay gió hạ trăng ngàn, sống an lạc khi tâm ta giải thoát. Mặc ai tranh chấp bạc tiền, ta đây buông xả buồn phiền lo tu. Mặc ai sân giận hơn thua, ta đây an lạc vui trong pháp màu. Mặc ai tham đắm mong cầu, ta đây bình thản ngắm bầu trời xanh. Mặc ai mưu đoạt lợi danh, ta đây tỏa ngộ tâm thành, tâm thanh sáng ngời. Mặc ai chỉ trích muôn lời, ta đây tu tập không lời trách than. Cái tâm mình nó quan trọng lắm, phải bình tâm mới được. Tâm như ông chủ trong nhà vậy đó quý vị. Tâm như ông tướng chiến hòa do ông. Tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó. Tâm còn làm Phật làm tà do ông. Thân thì còn cách núi ngăn sông, tâm thông vũ trụ như dòng sông xanh. Thân còn lên thác xuống gành, tâm vô ngoái ngoại mênh mông vô cùng. Thân như một đóa phù dung, sáng ra khoe sắc chiều trong não nùng. Thân tâm một kiếp sống chung, thân về tứ đại tâm không theo cùng. Thân tâm nó sát cánh bên nhau vậy đó. Nhưng mà thân làm thân tâm một kiếp sống chung nha. Thân thì về tứ đại, nhưng mà tâm nó không thế. Cái cuộc đời này là mình phải nghĩ đến cái sự thay đổi vô thường. Thay đổi vô thường, không có gì là bền vững. Cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Như vậy là buông phải cho đành, hiểu phải cho thông, nhìn cho thấu, nhìn thấu vấn đề,
Nhìn thấu vấn đề cũng phải nhìn xuyên qua lăng kính nhân quả và tam tướng mới thấu được và bản chất cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã. Không có gì là ta, là của ta. Thân ta còn không có mà, thì con đâu, tài sản đâu. Phật dạy trong kinh Pháp Cú đó, con ta tài sản đây là người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Chính thân còn không có thì con đâu tài sản đâu. Như vậy thì cái người mà hiểu thông nhìn thấu rồi thì họ không có thở than, họ không có đau khổ, thì họ sẽ được bình tâm an lạc. Mà khi họ được bình tâm an lạc thì sao? Người chung quanh của họ cũng được bình tâm an lạc. Ngày xưa chư vị Bồ Tát họ tu ở trong rừng đó, tâm của họ nó mát mẻ dữ lắm, không giận, không hờn, không sân như mình ở đây đâu. Mình ở đây sống đời sống gia đình, trời ơi nói hạnh phúc chứ trời ơi sân giận hoài. Sáng giận, rồi trưa giận, rồi chiều giận, rồi vui được chút cái hòa lại chút cái lại giận. Nó cứ như vậy. Thì cái xin lỗi quý vị, chứ là cái từ trường của mình nó phát ra là người khác thấy mình nóng giận hoài, ta cũng dám gần. Nhưng mà chư vị Bồ Tát ngày xưa ở trong rừng, muôn thú nó lại gần. Tức là cái từ tâm, cái sự mát mẻ, cái sự an lạc đến mức độ mà không có sợ hãi, muôn thú lại gần mình. Quý vị biết tại sao mà các con thú nó dám lại gần mình không? Nó sợ mình đó. Mình vô rừng mình thấy những con vật khác nó gặp mình nó bỏ chạy là vì nó sợ mình đó. Mình mang đến cái sự sợ hãi cho nó. Giống như mình gặp con thú dữ mình cũng bỏ chạy thấy mồ, là mình sợ nó đó. Tức là nó không mang đến cho mình một cái sự bình an. Như vậy thì mình không có chia sẻ hay là bố thí cho họ cái sự vô quý. Vô quý là gì? Vô là không, quý là gì? Sợ. Đúng rồi, ai hay quá vậy? Sợ. Cái người mà họ ít sợ hãi á, họ không sợ hãi là họ có cái tâm vô quý, không sợ. Mình cũng vậy, mình cho người ta cái sự bình an, hạnh phúc, bình yên bằng cái tâm của mình thì họ gần mình không có sợ. Cái tâm mình thiện quá mà đâu ác đâu. Họ rất là bình an khi ở gần mình. Họ đi chung với mình, họ gần gũi với mình, họ thấy bình an dữ lắm. Tại vì mình cho người ta cái sự không có sợ hãi, không có sự lo âu. Cho nên hiểu thông nhìn thấu thì chúng ta sẽ bớt đau khổ rất nhiều và chúng ta được hạnh phúc. Mà mình được hạnh phúc an lạc thì người khác cũng được hạnh phúc an lạc. Không tin chúng tôi về nhà để ý đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà, quán sát nhân gian mà. Trong nhà mình mà có người hay nóng giận, thấy nó mệt lắm. Ông chồng hay là ông bà người vợ, hay cha mẹ mình, hay con cái mình mà tánh nó tộc cằn, nóng giận. Mỗi lần giận lên quý vị thấy không? Giận lên là người mình mệt mà người khác họ cũng mệt đó. Rồi không khí nó nặng nề không? Nặng nề. Không có chút gì thoải mái an lạc. Trong nhà mà có người buồn, phiền, giận hờn, mệt dữ lắm. Bởi vì mình có cái gì mình cho người ta cái đó. Mình có giận hờn, có khổ đau thì mình cho người ta cái sự giận hờn khổ đau. Mình có cái an lạc hạnh phúc thì mình cho người ta cái sự an lạc hạnh phúc. Chắc tặng quý vị thêm bài hát nữa cho dễ thở rồi. Bài hát là Lắng Động Tâm Tư. Thể loại nhạc là nhạc đời mà lời đạo. Xin mượn cái điệu nhạc đời, bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cái điệu là bài hát Diễm Xưa.
chúng tôi cũng biết gây hot lắm á, gọi là bu tre mà thấy cái bài Diễm Xưa nổi tiếng quá, mình mượn cái làng điệu đó để mình đeo theo để cho mình có một chút gì đó người ta cũng biết thôi. Quý vị biết cái bài hát Diễm Xưa của Cố Nhạc Sĩ Trung Sơn không? Hay lắm, một trong những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng mà hôm nay mình mượn, mình nói rằng đây là cái đề nhạc á, để không ta nói mình ăn cắp nhạc của nhạc sĩ nữa. Cái điệu nhạc đó là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà cái lời thì lời đạo. Quý vị cho một tràng vỗ tay để cho tặng cái nhạc phẩm này. Bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cái câu đầu vô là gì? Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, đúng không nè? Chúng tôi xin mượn cái làn điệu đó thôi. Nhưng mà sẵn đây chúng tôi xin đố quý vị với cái câu hát đó là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Cái tháp cổ là cái gì? Ai biết? Ai biết không? Chắc cái này chỉ có thượng tọa trụ trì mới biết thôi chứ mình không biết. Thì có người giải thích á, là cái tác phẩm này á, là lúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết á, là ở Hoài Quế. Và cái kiến trúc cung đình Quế là một cái loại kiến trúc cổ lầu. Giống như chùa mình đã có gì thấy, nó có cái cổ lầu thấy không? Có hai mái đó. Cái gì nhìn lên cái mái chùa bên tay phải nè, còn cái mái trên mái dưới thì giữa hai cái mái đó nó có một cái khoảng không, thì cái đó ta gọi là cổ lầu. Chùa đình miếu cũng theo cái kiến trúc này, cái văn hóa kiến trúc này là kiến trúc cổ lầu. Thì Hoài Quế mà mưa phùn dữ lắm, mưa phất phới đó. Thì từ cái hình ảnh đó đó thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới sáng tác ra được một câu hát mà nó đi vào lòng người, nó bắt đầu là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ đó, những cái cổ của những cái ngôi tháp, ngôi đền, ngôi chùa, cung đình Quế. Nhưng mà đó là cái lời hiểu giải thích trước đây nhiều người, nhưng sau này chúng tôi lại nghe một cái lời giải thích nó lại hay hơn nữa, lãng mạn hơn nữa, trữ tình hơn nữa, là nó không phải từ cái cổ lầu kiến trúc đó mà ra cái câu hát này, mà là ở tại Huế lúc bấy giờ thập niên đó, đó là người con gái Huế đó mặc cái tà áo dài. Và ngày xưa mà ai mặc cái tà áo dài mà người cao rồi mà hãy người con gái mà cao á thì cái cặn cổ họ cũng cao, và khi cặn cổ của họ cao á thì nó sẽ tạo ra những cái ngấn. Quý vị thấy người con, mấy người cô người mẫu đó quý vị để ý á, thì họ cao ráo. Chính vì họ cao ráo thì cái bộ phận họ giờ chân cũng cao, mà mình cũng cao, mà cái cặn cổ nó cũng cao. Thì khi mà cái cặn cổ của những cô gái mặc áo dài Huế nó cao lên thế này thì nó sẽ tạo những cái ngắn cổ. Rồi lúc bấy giờ nghe nói là nó cách tân cái áo dài lúc đó là được phép mai không cổ, mai cổ tròn. Thì nó càng phô diễn cái cặn cổ của cô mặc áo dài nó cao hơn nữa. Thì nghe nói đâu là nhạc sĩ mới nhìn cái hình ảnh bằng một cô gái Huế đi dưới cái dạng mưa phùn, trên tay cầm chiếc dù tre, nó tạo ra một cái cảnh đẹp tuyệt trần luôn, mà mang tính chất trữ tình dữ lắm, tại nó có cô gái trong đó. Thế là nhạc sĩ đã liền phổ ra một câu là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, tức là những cái ngấn tháp của cái cổ của một cô gái, là những cái hạt mưa phùn nó phất vô trong đó. Chúng tôi cũng nghe người ta nói vậy thôi chứ không biết thật hư thế nào. Thì cố nhạc sĩ hôm nay không còn nữa, nếu còn mình lại mình hỏi ông còn đúng hay không thôi ha. Cái này thì mình bình phẩm cho nó vui, được phiền bình phẩm rồi đó. Rồi trở lại cái bài hát của chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị là Lắng Động Tâm Tư. Cho một tràng vỗ tay đi. Chắc hát xong bài hát này rồi chúng tôi cũng xin nói lời kết thúc tạm biệt quý vị. Chúng tôi không có đồng hồ, không biết nãy giờ chúng tôi giảng được bao nhiêu phút rồi. Chắc cũng đủ với thời gian. Chúng tôi cảm thấy nó vừa rồi giữa cái thời gian không gian này. Bài hát Lắng Động Tâm Tư xin gửi tặng quý vị. Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đào,
Mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta vẫn trong ta tâm thiền lắng đồng, niềm kinh bạc ai so hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm Phật độ, đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền. Ngày nay khắc ghi lòng không khổ đau, tiếng tu tình trong lòng ta sanh tư dây quanh vô thường ảo mộng. Ngày sau dần biết kiếp sống qua đi, xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền. Ngày nay khắc ghi lòng không khổ đau, tiếng tu tình trong lòng ta sanh tư dây quanh vô thường ảo mộng. Ngày sau dân biết kiếp sống qua đi, xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay thiệt là quý báu của quý vị, những tràng vỗ tay mà xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyết của quý vị. Và bài hát vừa rồi cũng xin được kết thúc thời pháp thoại của chánh định ngày hôm nay đến với khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phước Điền. Trước khi dứt lời, chánh định xin được nói lời tri ân đến thượng tọa trụ trì, một cái vị thầy có tâm huyết trong cái việc hoằng pháp. Thấy thầy chuẩn bị và chuẩn bị âm thanh ánh sáng rồi giảng đường là chúng tôi thấy thầy rất là có tâm, và cũng mong muốn cho quý vị Phật tử gần xa về đây để tham dự khóa tu, lắng nghe những lời pháp nhũ của Đức Phật, của các vị giảng sư, để mà từ đó chúng ta biết mà tu tập. Một lần nữa xin được tri ân thượng tọa cùng chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc, và đặc biệt là tất cả những người Phật tử xa gần đã dành thời gian quý báu của mình về tại cái hội trường này, có mặt trong đây để góp cho cái buổi giảng được thành tựu mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.